Đây, Hiền ngồi xích đây cho ông Trang hỏi. Bố không ra đi gọi mấy đi gọi ba phải gọi to lắm. Mẹ kì nó chả mẩm dậy. Con tư ở dưới chân cầu thang. Ai ôm đá? Lấy mui gì thì à? Lego. Ngồi đó. Ấy à, ngồi cái thằng đổ hết mấy bát gì à? Đồ không mà giờ quỳ giá. Ai uống bia, ai uống rượu lại biết rồi đấy ạ. Đấy, tôm bóp cho đây rồi. Đây rồi. Đây. Đây ngồi ăn tôm này, uống say rồi. Chén ông Trang. Đây. Tôm say chén đây cho ông cơ mà. Đây này, uống đi. Ăn tôm này, ra chung cơm đây này. Chung đi. Bia đi. Để tí này dậy uống với cậu nhỉ. Tình vào đây. Đây. Cái gì đây? Nước à? Nó vậy là được rồi. Không. Cậu uống này không? Không. Đấy, uống đi ông đồ hồ. Đấy. Mạnh lắm, ghê. Em cũng khề đấy. Rượu kha chà chép. Không quay về nấu. Về nấu. Đấy, ít thôi, rồi. Đi với nhau sau. YouTuber triệu view. Mày rót đi, anh là rót ra được. Anh say rồi. Này cái tôm mô. Cái nhanh nhất. Uống có được thả như vậy. Thành phần đi nhiều thì ngồi ngoài. Món này món gì cả? Cất thì bác cất, nó ấy. Xúc nước sao nào? Qua sao tiết. Chò này còn muốn bơm hai đĩa cơ. Chó ở cái đầu tiên dưới tiệu bỏ ở dưới. Bỏ đấy cho dễ gắp. Nốt đi, nốt đi. Ngọt đấy. Đi ra bên đó. Đi. Dạ dạ bác chúng có dùng đi. Nó lạnh không vậy? Ui thật. Em hồi em ăn đi. Chủ nhớ là nhắm. Lợi con nhẹ. Đêm đặc mũi không? Không. Ơ con đưa bát rọt. Con đưa bát rọt. Ít thôi. Cái giống màu này nó là được. Phải trong cái bình như nào vậy? Mirinda. Mirinda. Thằng câu đâu? Hiền hay. Ôi giời ơi, dính đi bát nó. Đúng rồi, ngồi đây đấy. Một mình non nước, cứ ngồi uống rồi. Bà cá tầm rồi. Bà tầm ơi. Thôi ra đừng gọi nó, còn nó chạy lung tung nó. Mạnh lắm nhỉ. Thôi cứ để đấy tí ăn xong rồi còn đây đến để làm chứ. Con ăn tôm không? Cháu Trang vừa thím vừa làm thôi. Con ăn tôm không? Không ăn. Ăn giò không? Đâu thím tâm. Con ăn giò vừa vứt ra đây một miếng rồi. Con ăn gì? Gan chả hả? Nói chả này. Sao mẹ nói chả? Sao mẹ nói chả? Cầm xong bà nhá. Ôi giời, lên đấy à? Lên đấy bà Kiên múc rồi. Con này non nào? Trên xe. Trên xe. Trên xe. Trên xe. Cái vừa vừa hả? Lấy gì cho bác ít. Cho bác ít. Anh no đủ lắm rồi. Cho bác ít nhá. Nhưng mà đứa nào cắt bánh là thằng Tình hay là đừng cắt bánh. À, chị Hoa. Đấy, con rót vào đến uống. Nó phải cái tấm bánh lá trong đó thôi. Cắt nhổ hết thì nền. Nhổ thì hết gì nữa. Không kia là chả ra. Mà. Chưa lấy chồng. Ê mẹ. Cắt bánh thì nhổ hết thì tay nhặt. Mời bác nộ ẩn lên này. Tao bảo mày rúi nữa rồi thì. Mời chú. Cái này là nhổ là dây nọ nộn dây kia nó mới lên này. Vâng đúng rồi. Chứ nếu mà cái dây nó đi theo lần làm sao mà nó ấy được. Cây đắng à? Cây đắng à?
Chiều nặng. Tôi uống hết chai nước không quảng cáo nữa được. Nặng như kiểu đấy. Nặng như kiểu đấy. Toàn dọa đâu rồi. Nhưng nó mềm. Ai uống? Nhạt đi. Ai uống? Bỏ trả hết không này nữa. Để đấy, ra bỏ sang bên kia để cho ai uống nước. Đấy. Sang kia nó chả gì. Hỏi ai uống nước thì bảo con gấu uống hết rồi, con gấu uống hết rồi. Này em đi. Nặng quá không khâu uống cậu nhỉ. Con gấu uống hết rồi. Hay pha vào tí mới ấy. Từ từ là nó đưa vào hết. Cứ nhiều uống như vậy cái bạn này. Pha tí nước. Suốt ngày. Này tí ấy nữa. Cứ đi con lên này cả tôm. Ca. Không cần ai đâu. Các viên này không cần đâu, tay dài. Trầm. Đây đây thôi này. Đây không không với tôi. Toàn tay bà già. Mẹ nhìn cái cơ của con này này. Thì ngồi đây cho cháu ngồi. Tết từ nào ăn nhậu cậu vào thằng này nó đi bán. Thì lúc cuối cùng về có về trở về về thế mới về công việc nhiều về uống nước này uống cậu bà quay rồi nè cậu cháu uống bà quay rồi tôi đi uống bà cháu mời đi cháu uống rồi quay rồi cháu uống bà quay rồi không phải xui lại cháu uống chán nào cháu uống kệ cháu cứ từ từ rồi sẽ có bà quay mất kia đấy ngồi ngang ngứa rồi hay chuyển sang bia gì. À, cháu gặp cậu là đầu tiên là làm ban ông bia với cậu là cháu vui vẻ cũng chả ăn rau ngon không ăn gì thịt thà ngày Tết rồi à, đúng rồi. Mai phải ghi tên vào. Điện thoại của chú mới có tiền, điện thoại cháu gì có tiền. Mình chơi hẳn đồng tiền tái đấy. Không, nhưng bây giờ là khác. Bây giờ đồng gọi Zalo chứ không điện thoại ít nạp tiền. Vẫn phải đủ tháng. Gọi ra nồi gọi gì nhiều ông thì cứ đợi này nạp mà 100.000 mấy tháng này vẫn còn nguyên con gọi ấy còn gọi kia không toàn dọa không trắng xanh tím có hết rồi hả chúc nơi giờ nó nhiều màu tính không về rồi xanh tím như này trắng trắng nhiều vẻ không có trắng hôm nay mới ăn trắng chỉ có xanh với tím rồi mấy bữa ăn xanh với ăn tím tình chủ nhà đi cô ca và cái chị rồi con này thịt biến lên thịt quan mấy anh em thịt biến lên thịt quan đâu khởi đi được chủ nhà đâu ngồi im vậy hai mình hai đứa chạm bỏ phát vào nhau vậy bỏ vào trong kia một giờ đâu thôi cứ để vậy có còn chỗ đâu nữa chả đâu hết chỗ rồi đây chạo à ôi chạo cứ để đấy không phải gì cả toán người tay dại giờ không di chuyển được nữa rồi với tí xăng băm bên đấy còn với được rượu này đặt à rượu uống quanh năm dạ. Rượu mối là rượu chụp tầm chịu nặng quá nhỉ rượu nó lấy cao độ quá cao độ cậu vừa mà cứ cho cậu uống rượu nặng đô không ngấp không nổi phải cháy thằng phải uống ngoài này uống quanh năm cái rượu này. Quen cái nào rồi hoàng cao uống tiền uống rượu trắng bây giờ lấy đồ bây giờ tối ai ở bà tối mà nào thì đưa mà tiền đây thì nông ngâm này rượu bao nhiêu vậy còn nó bụng rượu trắng đi xong làm nó bụng ra là cho tí nước chảy cắm đầu chảy rượu đây ấy có nguồn gốc là nấu ấy hôm rượu mối hai nấu ở bên trường này cháu uống trên ngoại xong là cháu về luôn bảo là cố về là bảo là may ra còn gặp được may ra còn kịp bảo mời với cháu mà cuối cùng chú không bảo uống bây giờ sáng hôm sau đâu rồi thì cứ tự giờ nên uống nghe uống ít thôi là chè đây, em mời gan đây em mời bác ra mời bác ngày hôm nay mới thấy giao cho trang này cái ăn bao nhiêu lần nhưng mà một năm chú Tâm chú mời có một lần thôi tổng kết thì tôi ra chú Tâm chưa phải ra rất là giảm chẳng mấy khi ra vậy thôi không phải hôm nay là năm nay là vội không mời tết quên không phải là mai cháu đi tết nhà chú Tâm mới mời hôm nay
không thì tí nào một một năm mới có một ngày Tết thôi. Một năm sáu thì bây giờ nếu như anh Hiền mà không ở nhà mà đi xe máy chắc được 2 xe. Buổi à, trưa đi trưa thì xuống cái kẹp 3 đi sáu ngoài. Năm ngoái năm ngoái không năm à? Năm ngoái mùng 4 ừ, con xem con gấu đi. Năm ngoái mùng 4 con đi hội Nính mà có về đâu. Mùng 5 là cháu đi Nội Bài. Vì đấy là thời tiết là nó báo có không khí lạnh. Mà đi xe máy thì chắc hẳn là không đi được nhiều. Rẹt như hôm nay thì có vẻ chắc ở nhà hết. Sáng sáng chạy ra mà hai tay cứng á. Sáng buổi sáng chạy ra chợ. Vâng, thế là anh Hiền còn ở nhà bố trí nhanh. Thì còn chế xe ở tại. Không xe thì nó là có, ăn nhau có người đi không thôi. Hôm nay nhá, tính ra là chỉ có mỗi nhà cháu đi này. Còn nếu mà chú kia ở nhà nhá, có chú Phong nữa. Thì 4 người, thì lấy xe 4 chỗ đi. Đóng con tuner ra nè. Đi con này, thoải mái. 5 chỗ. Con tuner sao rộng rồi. Khác đằng xe này, xe đó, miễn phí. Nói tuner chỉ có 7. Hay là Santa Fe hay cái gì. Này, chỉ ngàn đúng không? Người nấu ở đây, mai sao có. Thịt ngan đấy mà ấy nó chấm với gạo ăn thì nó nguội rồi nó cứ khô trái hơi dày không cho tay nghề này tay nghề hơi kém trái hơi dày này tay nghề tình gì phải chất ngon tình trái này nhỉ không em trái tình trộn không tình trộn do tay nghề là luộc hơi kỹ cái này luộc nó phải luộc còn kỹ. Đỏ cơ không cái này đúng cái này hơi chín hơi chín cái này làm tái cậu đúng không luộc này là chín rồi chứ trong này tím lại còn bỏ vào ác chả. Đúng cái này không phải luộc áp chảo thôi hoặc là nướng nướng qua thôi áp chảo trong vẫn còn đỏ cơ ăn đỏ bụng này chín gì à ăn về bảo đảm giòn ngon ok đấy đừng nói đậu gì để im làm đấy thỉnh thoảng chạy đến gọi bố hỏi là con gấu hay là con nặc đà như vậy thôi. Vậy mang tiếng ra ông thì uống được mỗi tiếng như ngọt lên xe khóc như kiểu nào cứ đòi mở cửa đi về. Lúc đấy đang đứng đóng cửa vào cái không nguồn này. Lúc cháu đóng cửa vào cái không nguồn thích mở cửa đòi đi đi xuống à. không chịu đi thích nên đấy chơi nhưng mà mẹ chỉ cần chua cay ngọt đây này nhất nhà mình không dám bỏ cay nó vừa lại nó đỏ với cay đâu đúng rồi có gì đây sao điều uống đi uống đi chán nào đi quên đấy nay nó làm khách như vậy với đi thử đây cảnh nhớ chúng vẫn biết ngày như vẫn luận uống tốt uống ngày nào tuyên không tuyên này mới uống được gần đây chứ thì yếu rồi. Nó không nhạc thế uống nhỉ. Ai kia đang quay không ạ? Mẹ thì chị đang quay không ạ? Còn mạnh nó về nữa, mạnh uống cái gì? Đang chơi xe. Tối học nước báo. À, mạnh hả? Năm trước này, uống chay xong rồi lấy rượu tây ra à, vậy năm ngoái 3-4-5 ngày rồi đi ạ. Rồi cái rượu ý uống mà con xem gì đấy. Con về mồi sao con không ăn đi ăn lẩu à. Chán mồi rồi. Bố mở nào, bố mở nào. Rau liếc cho nó mát loạt thôi. Nóng rồi. Nóng thật rồi, không chịu được. Tết thì phải không? Rồi, uống rượu nhiều quá. Hay là bật quạt cho nó thoát thoải. Không, phép. Ghét bật quạt. No cái bụng. Không ăn được gì. Ăn chơi anh phải ăn sau cùng. Một mớ rồi chút, ông lại ép cho một thêm một mớ nữa. Có ăn đâu mà sau cùng. Cậu à? Dạ. Ngồi chán ra xong rồi bảo ư thôi. Dựng giáp ông đi ông chủ nhà ông này ông không ăn canh khổ à ông làm năm bên kia uống ngay ăn năm mươi bên này càng phải bên kia uống năm mươi bên này vừa múc rồi bên này vừa uống vừa múc múc đi không vừa múc á múc thêm múc đầy à như kiểu bên này uống 50
50 đã uống rồi, 50. Bên này rót toàn bằng này rồi. Đúng là lông gần này. Trời ơi, giờ tôi mới chứng bằng. Bao nhiêu hết, sao mình mua khác. Đấy, ra kia nè. Đấy, các bạn. Uống hết thì mua khác. Không để thì uống rồi. Nhìn đẩy. Bây giờ uống 2 ngụm rồi hả? Cái gì mà hết rồi. Mình cũng xin đưa đi biểu. Chẳng hạn. Mà cũng uống từ từ thôi, bắt mồi nhà cứ bình tĩnh từ hàng tối nào nói giờ nào thôi, có hôm nào thôi, nó hết thôi. Con dừa từ các em em nhặt có đầy em nhặt nhặt tết vậy, tết khổ lắm. Mà xích này ngày tết đấy vất vả. Ờ, Long Hải tôi là chơi từ Đồng Nai xuống Sài Gòn cũng nhiều phết đấy. Long Hải chơi Tân Thành, Long Hải này Tân Thành này. Tân Thành nó nằm ở trên trên chỗ Ngã Ba. Ngã Ba nó là hình như nó thuộc vào Bà Rịa rồi. Bà Rịa bên trên Bà Rịa Tân Thành. Tân Thành người ta với Đồng Nai chú gần giữa nhà máy nước Đồng Nai. Tân Thành là ngày xưa đi bỏ tỉnh này. Cẩm Mỹ tưởng là nó ăn với thằng Đồng Nai đấy. Phú Mỹ, Cẩm Mỹ, Tân Thành. Cẩm Mỹ là đối diện, là sang bên kia. Còn về dưới đó là Bà Rịa là thuộc về gì? Kim Sơn rồi. Bà Rịa Kim Sơn. Tả Ninh ơi, này. Đấy. Cứ mùa hè. Vào cái đi đã là mùa hè tiệm. Nóng, tâm nóng rồi đấy. Tâm bảo là... Thôi bật quạt. Thôi mời mời đi. Tính tâm chính bảo là rì ở ngoài này mấy năm. Ở ngoài này mấy năm thì công nhận. Thôi rồi bật lại. Đã tin thẳng đâu. Để đấy. Đảo lên, đảo lên. Còn cái vó ở đây nhỉ? Tính tâm nhỉ? Còn cái vó ở cống này. Ôi cái vó gì đấy. Hình như là hai cống hai vó này. Hai cống hai vó này. Em nhớ cái anh Tâm coi vó mà trước đây chứ. Thằng cái vó vào. Ngà, các kiểu. Mình cất, mình đừng nói là không có cá, đầy cá đấy. Ăn như đấy không ăn cá gì? Cá nhỏ mà. Cá gì? Cá to, cá nhỏ to đấy. Thay ra trong đầu nuôi gà. Cá bổng bữa sáng nào, bữa sáng nào. Cá gì? Cá đúng, là... nếu cất vó trong trong cá nhỏ thì phải cất nuôi. Cất nuôi. Hiếu ăn nữa. Mà không câu mới à? Ăn bánh nữa. Cất nuôi, cất nuôi, cất nuôi. Ở đây cá nào kiếm không ăn thì cá nào kiếm mới ngon. Ui, ở trong đó không có, nó bán đầy, nó bán như nó bán hết, mua hết. Đây cơ không, cái rủi cơ không, cái điển. 60.000 một cân này. Thối, cái đấy bán 15. Chạm cá, ơ, nhiệt, không mông à? Cháu hết rồi. Thôi, nhiệt uống hết rồi. Cháu uống đi, khi nào cháu uống cho nó. Bác điên này, cháu rồi. Này, bác này, chúng mới thử tỉnh. Thôi, níu riêng rồi. Liêng cái gì mà liêng. Mẹ nó rồi. Ôi, tỉnh này. Thế hai cái cháu. Cháu ngoài. Bên này cậu nữa, với cậu nữa. Có cậu đây. 3, 4, 5 người đây. Mày gọi gì là uống liêng nè. Không, cái gì mà tỉnh. Đúng rồi. Kệ anh em nó uống nhập. Ăn cả. Giờ liêng rồi chung gì kệ. Có thì mình cứ ngồi mình ấy theo. Đi cô tiên ra rồi. Gạo tôm sang đây. Bố đâu? Mí ăn tôm nữa không còn? Bố đâu? Đây còn đấy. Thôi chết rồi. Chạo chuyển đĩa chạo qua bên đấy. Cái này có ăn đâu. Đây còn đây. Không phải chuyển gì, lo hết rồi. Chả vơi. Bố mà. Ăn bữa tối không hết. Bác. Đi bác rồi. Bác mở. Rồi. Bác mở nhớ đi cháu. Bế được. Bế được. Bế được. Bay lời nhỉ. Mở cho con. Hết pin rồi, hết pin rồi. Để bác mở ra. Để bác mở ra. Đây. Thế này thì... Đấy, rồi. Cho cả những tiền một nửa. Đem đâu, đem đâu. Còn một... Nửa nhiều, nửa ít để đẩy vào. Nhắm đi cậu ơi. Nhắm đi. Để nào từ từ hướng lại ăn này. Đúng rồi, tôi cũng làm mấy công. Đi nào, để nạp cái năng lượng vào lại. Đi đâu mạ về, hốt một ở nhà, không được ngơi gì nào, không được cơm, thương cơm, không ăn được. Con nghĩ là đang gói cho bát cơm. Chứng tỏ khoai đắt hàng hơn. Đi chạy về ông, cứ chạy đi chạy về ông về. Giờ cứ đổ nước. Đi đâu mạ trước. Trương với này. Nó phải nhớ cái này, lên bánh là củ cà rốt. Nếu mà nó bong tưởng là cứ tưởng là năng ngon bánh ngon hay là gì á, không cảm thấy. Bà Hà. Cái rốt cây nó cổ mà lá nó tí xíu rồi. Chú Phong ra vườn hả? Hả? Thế
cậu này. Đầu cậu. Đầu cậu. Cậu đấy không này? Thôi, để rồi. Mua này luôn này. Đâu của cậu này? Con trâu à? Con trâu à? Ừ, cái bát nó nhừ lắm rồi. Nhừ lắm, vừa ăn mẹ rồi. Mẹ đâu? Nhừ. Có mua cái áo kìa, mua cái con. Thôi, đợi con. Cô đâu? Cô đâu? Bác đi ra chợ, bác mua cái gì nhỉ? Xong này nào. Họ mời bác 15.000 2 cân. Trong lúc bác nữa bác 1 cân bác đưa cho họ 10.000. Họ lại bảo thổi 15.000. Thôi bảo mấy bác cháu mình bị cái gì. Rồi, nói chung ngày Tết ngày tư ra chút sức khỏe nhau tí như vậy. Chú ăn tặng đặt đĩa là thì mới ngon. Con này nhìn nó biết nó thô thô như vậy là ngon rồi. Bác Tâm thôi à? Rồi anh làm mình bảy. Mà không uống rượu nữa à? Còn nếu mà không có nó phải ăn là không ngon. Phải cũng ngắt nhỉ rồi. Tâm thôi à? Ừ chưa này uống nhiều. Nghĩa về nhà cái là ngủ bút chỉnh luôn, chẳng nói chưa chưa kinh chiến hơi nghề kinh chiến rồi. Đâu là ý là ý là mười giờ mà mấy giờ nữa? Cô bảo này chuyển cho cô bây giờ nó mới đi Tết. Đến muộn thì cũng được. Bây giờ 8 giờ mình đến là vừa. Đến muộn nó mới là khách quý. Cứ nhận ra cứ ngồi ăn rồi đã ăn rồi. Đến muộn mới là khách quý, đến sớm quá thì không ra gì. Chả mình cháu ăn không? Không ai ăn. Chả đặt sông. Đó. Cháu tiếp ở chỗ kia rồi. Có. Có mấy miếng chả. Ăn vòng rồi mà nóng luôn. Chẳng làm gì nữa thì đi làm chả vậy. Tết đọc uống rượu với tính là ăn bánh trưng với ấy có thời kia. Gian ấy thì là mỗi hai nồi đẩu thôi nhưng mà không ấy được bận hôm nay đi đâu cũng thế nào. Không tính là làm đẩu. Ô vậy từ hôm em về giờ chưa được nồi đẩu là hai nồi đẩu đều cẩn đấy nhanh nhẹn mà đã mua đấm cũng đủ kia để làm vội đó không gì rồi không làm đẩu nhanh hơn vội. Nhưng mà chính ngày Tết làm nồi đẩu ăn rau còn riêng mắt rồi. Em làm cái gì chú kê lên nữa. Anh Nhân có làm tí nữa không? Ơ, nó đi. Anh uống mày một tâm chủ nữa. Nhà kiểu đấy. Kém lắm, nhẹ. Nhẹ ra đây thằng em bao nhiêu năm nữa về nè. 4 giờ lại thiếu cái loại à. Nên gọi mới gọi, không gọi đâu. Thôi ngày Tết mỗi nơi mỗi tí ở Việt Nam. Cậu giờ ăn nhậu không thì... mệt. Ok thôi em đi. Đấy. Anh nghỉ hết rồi, giờ nghỉ hết rồi còn mỗi chú phòng. Cái gì? Anh đi cậu đi. Chưa thì anh thay cho cậu rồi. Cậu cũng khoảng 10 bữa rồi cậu đi. Em có để mất mặt dân Long Hải được. Đơn giản được. Đơn giản em được. Nên năm sau đi à? Cậu thấy chưa chuyện trò rồi mọi cái này. Cậu chỗ đâu mà nuôi giờ? Anh biết đâu rồi giờ, cậu ấy đi. Cứ lấy vợ mẹ đâu đấy hết. Mẹ mua nhanh lắm. Giá về gì này? Ăn cái là có ngày à? Con nuôi gà. Nếu mà lấy vợ thì cậu có sắp xếp con gà con sắp xếp công việc cậu về được. Con gà vừa mà không lấy vợ thì chẳng có cái gọi là cái gì để về được. Kêu về đám cưới cháu nó phải về sắp xếp phải về chứ làm gì nào. Còn nói chung là tôi làm ăn ở phương xa thì cũng phải nó nhiều cái chứ không phải là về đến xe cộ cũng chả đáng bao nhiêu nhưng mà sắp xếp công việc. Đúng rồi, chú Phong là đúng đấy. Sắp xếp công việc mà về được. Mày muốn làm sao nào mấy ngày Tết để về. Hiểu đúng được. Đang bảo không về rồi ai cũng hỏi. Kể cả nó về đó qua cái chẳng ai hỏi. Hai con đánh nhau trong này đánh nhau gần. Có một năm ông bà. Năm kia không? Có một năm ông bà. Hai năm nay là về liên tục.
Em vào miền Nam từ năm 4 tuổi, năm nay là 37 rồi. Bạn cả năm rồi đấy này. 33 năm, năm nay em mới vừa đi ăn Tết ở cái đất quê hương của mình. Bạn bè rồi là anh em. Nhưng mà sao chú biết bảo là chỗ Mương thì thế nào? Mương thì lợi cái người đang rời đường gì? Cái đường chùa từ chỗ nhà bác Yêm đi thẳng ra ấy. Bác đường thì bác cầm lấy sáo rồi. Cơm à? Cơm chưa ấy. Cơm ăn no chưa? Ăn chưa? Cho thằng này lên sóng này đến xong bên chỗ nhà xưởng. Kìa kìa bé con Ninh kìa. Đến giờ đấy cái em ra không thì anh lại bận. Hôm bữa bảo mua cạnh chỗ nhà xưởng. Mình nghĩ vậy tức gì. Anh em bảo phải đến giờ dặn.